và hạng cân 66kg. Đô Nguyễn Đình Trung của Hoài Đức mang trang phục màu đỏ. Đô Vương Văn Thái của Quốc Oai mang trang phục màu xanh. Hai đô vào sân. Hai đô nghe trọng tài chấm xe này. Thank you.
trọng tài nhắc đô cố xanh là thứ nhất thi đấu tiêu cực, chỉ có phòng thủ không tấn công. Hai đội tiếp tục. Hiệp 1 thì đô phố xanh đã bị nhắc nhở một lần. Sau trận này là hạng cân trên 80kg, Nguyễn Văn Long của Đan Phượng, Đỗ Khắc Hồng của Hải Đức chuẩn bị. Hết thời gian nghỉ, hai đô tiếp tục trận đấu. Lúc 0 phút 15 giây, đô Nguyễn Đình Trung của Hoài Đức